Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Chết cái đồ tô mòn nha các bạn ơi. Mời Bia đi. Trời đã là tiếng nhạc rồi. Trời đồng ý. Mời đi. Trời. Mẹ. Yeah.
từ giờ đã, mày tôm vào xoay nhé các. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, video này mình sẽ tô màu cho các bạn xem này. Cái giày đi chở cái giày ấy, cái bao giày không biết mà sạc để trong cốp xe cơ. Cẩn thận tiếng của chị nó lại sang bên đây cái gì. Không biết mình chỉ bậy mà tiếng Anh nó có bị gì không nhỉ? Chị làm những cái gì rồi? Trong lúc em đi ấy. Làm cái điện thoại, cái ổ điện thoại, cái ổ đồ, cái ổ quần áo. Ôi em đi nhanh như thế à? Hai vòng làng nhanh như thế sao? Mới lại không, chị nghĩ là cái khác làm nữa. Chị quay em này đi, chị quay được 2, 3 lần mà. Em cứ tưởng là em đi một vòng làm mất 4 phút. Đây là phần một tính của mình nha mọi người. Mọi người đây là phần một tính của mình. Mình sẽ sỏ màu đỏ nhé. Tô màu xong đi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu cho các bạn ứng.
Vậy là mình cho xong rồi các bạn ơi.